Và tiếp theo mình đang sẽ đến tới mấy câu dùng cổ của cố nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu với tựa đề là Trúc Lan Phương Tử. Dạ, thanh tài rất kỹ chúng ta tu gặp Diễn Châu. Thank you.
hỡi nàng ca kỳ có tâm hồn cao cả. Đêm nay tiếp trời trăng xóa, có nơi hoang đào đã rụng từ lâu. Ta cửa tông cây nghe gió giữa không trung, mà tưởng đừng nơi chiến đạt của nàng đang kêu đắp lên những người tơ áo nào. Giờ đây ta nhưng bầu cũng muốn một hơi lạ càng, dù gì càng từ lâu sao chúng ta thì mới lại có một việc.